Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại một cái con hẻm ở trục đường Văn Thân, thuộc phường 8, quận 6 nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà có kết cấu 1 trệt 2 lầu, tổng cộng là 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. Nhà mình phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn. Ở đây thì ngôi nhà của mình là gần ngay chỗ chợ Bình Tiên ha. Rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển hướng về bên các quận trung tâm. Thì nếu cô chú anh chị nào mà mình thường xuyên di chuyển về quận trung tâm á, thì mình có thể mình biết là ngay chỗ cái góc ngã ba giữa đường Bình Tiên giao với lại cái đường Văn Thân, nó có cái trục đường để mình hướng đi ra Võ Văn Kiệt. Thì cái đường Võ Văn Kiệt đó cô chú chị mình hướng đi về quận nhất, quận 3, quận 10 nó rất là thuận tiện nha cô chú chị. Đó, phải nói là cực kỳ thuận tiện luôn. Đó, ngôi nhà kết cấu 1 trệt 2 lầu của chú chị ha, có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Đó, và hiện tại ngôi nhà của mình đang có hướng chánh là thuộc hướng tây. Đó, có sổ hồng riêng. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng đó là 1.450.000.000 nha. 1.450.000.000 giá này thì chủ vẫn còn bớt cho quý vị mình nữa. Thì nếu quý vị nào quan tâm có thể liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796 379 nha. Còn nếu quý vị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Nhớ giúp cho chủ nhà máy được nhà, giúp cho người mua được cái căn nhà nha quý vị ha. Mình chia sẻ cái video này của quý vị, nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha. Còn bây giờ thì Ngũ Hoàng sẽ review ở trong nhà cho quý vị mình xem nha. Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí mặt tiền đường của đường Văn Thân nha cô chú anh chị. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8, quận 6 của chú anh chị ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà nằm ở trên trục đường Văn Thân này của chú anh chị ha. Ở đây là mặt tiền đường của đường Văn Thân nha cô chú anh chị. Cái hướng này của chú anh chị mình sẽ di chuyển ra bên mặt tiền đường Văn Thân giao với lại cái đường Bình Tiên ha. Ở hướng lên bên trên này một tí thôi là nó sẽ có một cái con hẻm bên tay phải. Thì cái hẻm đó của chú anh chị mình sẽ ra ngay chỗ cái chợ đó là chợ Tự Phát nha cô chú anh chị. Còn hướng di chuyển thẳng luôn thì mình ra ngay chỗ góc ngã ba Bình Tiên giao với lại Văn Thân, mình rẽ tay trái á, cô chú anh chị mình đi về ngay chỗ chợ Bình Tiên ha. Hướng về bên bãi sậy Phan Văn Khỏe và hướng về bên Hậu Giang của chú anh chị. Rồi mình hướng đi về bên chợ đó là chợ Minh Phụng, còn được gọi là chợ cây gõ của chú anh chị ha. Còn mình hướng đi lên mà mình rẽ tay phải á là mình hướng đi về bên Võ Văn Kiệt nha cô chú anh chị. Hướng ra bên trục đường Võ Văn Kiệt của chú anh chị mình ha. Đó. Hướng ra bên trục đường Võ Văn Kiệt để mình hướng đi về bên quận nhất rồi quận 3, quận 10 của chú anh chị. Còn cái hướng ngược lại nè là mình sẽ về bên trục đường Lò Gốm nè. Hướng này về bên trục đường Lò Gốm. Ở ra ngay chỗ cái cầu đó là cầu Phạm Văn Chí ha. Ở mình xuống, mình rẽ tay trái là mình ra cầu Phạm Văn Chí, còn mình rẽ phải là mình ra cầu Hậu Giang ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một cái ngôi nhà đang thuộc cái con hẻm 177 của đường Văn Thân ha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8, quận 6 nha. Đây, hẻm 177 nè, đầu hẻm nè, căn kế bên là 179. Đó, hướng này lối này mình di chuyển vô bên trong là mình sẽ tới cái ngôi nhà của mình. Thì cái con hẻm này nó có cái độ rộng là khoảng cỡ chừng là 2m của chú anh chị, gần 2m ha, gần 2m. Ở hướng này của chú anh chị mình di chuyển thẳng vô bên trong nha. Hướng di chuyển thẳng vô bên trong là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Thì cái ngôi nhà này hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 1.450.000.000 nha của chú anh chị. 1.450.000.000 của chú anh chị ha. Nhà có số hồng riêng, pháp lý rõ ràng nha. Hướng này di chuyển vô bên trong mình rẽ tay phải ha. Nó có hai nhánh. Đó là một nhánh nó nằm ở bên tay trái và một nhánh là nằm bên tay phải ha. Ở mình rẽ trái thì nó cũng có một cái lối để mình di chuyển qua bên kia. Và bên tay phải này cũng vậy luôn. Ở lối này di chuyển vô bên trong nè. Thì tính từ cái mặt tiền mà vô tới cái ngôi nhà của mình nó khoảng cỡ chừng là 60m thôi. 60m thôi là cô chú anh chị mình sẽ vô tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đó, hướng này mình đi vô bên trong tí nữa là mình sẽ tới cái ngôi nhà của mình ha. Thì nói chung là vô bên trong đây thì hẻm nó sẽ rộng hơn. Hẻm nó rộng khoảng cỡ chừng là 2m rưỡi nha. Còn cái khúc ở ngoài này thì nó sẽ rộng là khoảng cỡ chừng là gần 2m ha. Hướng này mình qua bên kia là nó còn mấy căn nhà nữa, còn rất là nhiều nhà. Đó, hướng này mình nhìn ra nè là mình thấy cái vị trí mặt tiền ở phía ngoài nha cô chú anh chị. Ở cái lối này mình di chuyển vô bên trong nè. Đó, nhà mình di chuyển vô bên trong lối này ha. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị. Kết cấu 1 trệt 2 lầu. Đó, có tổng cộng là 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh nha. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng tây ha. Ở đường trước nhà của mình đây, đường này rộng khoảng có chừng 2m rưỡi nè. Vô đây thì mình quay đầu xe nó cũng thoải mái nè. Ở mình quay đầu xe nó cũng thoải mái nha.
đây nhà của mình đây, hiện tại là đang thuộc một số nè, 177 nè, sẹt 15 đường Văn Thân, thuộc phường 8 quận 6 nè cô chú anh chị. Đó, 177 nè, sẹt 15 nè, Văn Thân nè, phường 8 quận 6 ha. Đây cái căn nhà của mình đây ha. À, cái mặt tiền phía sau này ốp gạch lên rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây căn nhà của mình đây, một trệt nè. Này tầng trệt của ngôi nhà mình, lầu 1 nè, lầu 2 nè ha. Thì đường cái là cái ngôi nhà của mình á, nó có rất là nhiều cửa sổ nha cô chú anh chị. Một cái mặt bên này là có cửa sổ nè, bên này cũng có là hai lớp ha. Và bên trên cũng vậy luôn, một lớp nè, hai lớp nữa là tổng cộng là 4 lớp. Và phía bên mặt bên kia là có thêm hai lớp nữa, hai lớp cửa sổ bên nữa. Thì tí nữa ngôi hoàng sẽ lên đó quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở một trệt hai lầu nha cô chú anh chị, có sổ hồng riêng ha. Và hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng tây nha. Đó, thì cái đường trước nhà của mình đây nó rộng khoảng cỡ chừng là 2,5 m, hướng này di chuyển ra ngoài đó là mình sẽ khoảng cỡ chừng là 60 m. Để cô chú anh chị mình sẽ ra tới ngay chỗ cái mặt tiền của trục đường Văn Thân ha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ, đó là chợ Bình Tiên, hoặc là ngay chỗ cái chợ Tự Phát, ở ngay chỗ cái trường học, đó là trường tiểu học Phạm Văn Chí nha cô chú anh chị. Còn cái mặt này chủ ốp gạch cao lên nè cô chú anh chị, ốp gạch cao lên tới bên cái mái đó luôn. Đó, ốp cao lên tới mái đó luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở đường trước nhà của mình đây rộng rãi ha, mình đậu xe nó cũng thoải mái nha. Nhà nhỏ mà cô chú anh chị, nhà nhỏ là căn này là quá phù hợp rồi. Giờ cô chú anh chị mình tìm cái mức giá mà 1 tỷ, dưới 1 tỷ rưỡi mà 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh là rất là khó nha cô chú anh chị. Thường là nhà chỉ có 1 lầu 1 phòng ngủ thôi cô chú anh chị, 1 lầu 1 phòng ngủ là nhiều ha. Còn mà cái ngôi nhà này á, là 1 trệt 2 lầu luôn, 1 trệt 2 lầu tới cũng rộng tới 2 phòng ngủ 3 nhà vệ sinh rồi. Phải nói là căn nhà này ok nha cô chú anh chị. Và đặc biệt á, là ngôi nhà này gạch ốp rất là đẹp và mới luôn cô chú anh chị. Đây ngôi nhà của mình đây ha, ngôi nhà của mình đây. Đó, một lớp cửa kéo lùa nè. Đó, lớp này lớp cửa kéo lùa nè cô chú anh chị, một lớp cửa kéo lùa ha. Còn lớp cửa này là lớp cửa nhôm sinh pha hai cánh nha cô chú anh chị, hai cánh ha. Đây hai cánh cô chú anh chị ha, một cánh bên này một cánh bên kia. Còn lớp phía ngoài là lớp cửa kéo lùa, nhà mình là được cái là hai lớp cửa nha cô chú anh chị. Và đặc biệt á, ngôi nhà của mình là ốp gạch ốp đụng lên tới trần luôn cô chú anh chị thấy không. Đó, ốp đụng lên tới trần luôn. Đó, khu vực xung quanh là ốp đụng lên tới trần luôn cô chú anh chị. Ở khu vực xung quanh đây, khu vực xung quanh đây, ở bên đây thì chủ có làm thêm một cái trang thờ nè cô chú anh chị. Ở thì cô chú anh chị nào mà mình muốn để lại cái trang thờ này thì mình có thể mình thờ luôn ha, tại vì chủ đã làm sẵn hết rồi, ổ điện cũng có đi sẵn hết rồi cô chú anh chị thấy không. Đó, đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Với cái tông màu gạch mà chủ đang ốp đó là cái tông màu hồng ha, còn cái khu vực này á, là cái tông màu gạch mẫu kiểu nha cô chú anh chị. Mẫu kiểu rất là đẹp nha cô chú anh chị thấy không. Đó, ốp mẫu kiểu rất là đẹp. Bên này sẽ là cái cầu thang để mình di chuyển tới bên trên. Nhà mình thì có đồng hồ nước và đồng hồ điện đầy đủ hết nha. Đồng hồ nước nè, đồng hồ nước của mình ở đây ha. Còn đồng hồ điện của mình nó sẽ nằm ở bên ngoài nha cô chú anh chị. Ở đồng hồ nước của mình đây, ở đồng hồ điện của mình sẽ nằm ở bên ngoài. Ở cái căn nhà của mình đây có một cái khoảng không gian này để cô chú anh chị mình có thể mình thiết kế, mình để bếp ga ở đây nè. Đó, để bếp ga ở khu vực ở đây ha. Đó, hệ thống tủ là có ở bên dưới rồi cô chú anh chị. Ở bên trên này á, thì chủ có làm thêm cái kệ, đó là cái kệ mình để mình thờ ông Táo nè. Ở khu vực này thì thờ ông Táo nha. Còn ở khu vực này sẽ là gian bếp của ngôi nhà mình, ở bên dưới thì sẽ có hệ thống tủ bếp luôn. Còn bên tay trái này nè cô chú anh chị mình sẽ thấy bồn nước này cô chú anh chị nha. Đó, bồn nước cô chú anh chị. Đó, cái bồn nước đây, bồn rửa chén của ngôi nhà mình đây. Nhà mình thì đường cái là chủ có làm sẵn cho cô chú anh chị mình cái máy bơm đẩy luôn ha. Đây máy bơm đẩy nè, máy bơm đẩy nằm bên tay trái này nè cô chú anh chị. Đó, thì nhà mình có một cái bồn nước nó nằm ở bên trên lầu, ở bên trên lầu 2 nữa, trên mái của cô chú anh chị có một cái bồn nước ở bên trên đó nữa nha. Bên trong đây sẽ là khoảng không gian khu vực toilet của ngôi nhà mình nè cô chú anh chị. Ở bên dưới là cái nền gạch nhám nha cô chú anh chị ha. Bên này có phễu thoát nước nè, bồn cầu đây nè. Bên trên này á, bên này sẽ là cái gương soi nè, rồi cái kệ đỡ nè, mình có thể mình đỡ như chẳng hạn như kem đánh răng đồ ở đây khu vực cái này ha. Ở đường ống dây điện chủ có đi sẵn cho chú anh chị mình để mình thiết kế cái máy nước nóng ở đây luôn nè. Ở bên này cũng có cái vòi sen ha, cửa này là cửa nhôm nha. Ở khoảng không gian lầu 1 nha cô chú anh chị. Cái này là tầng trệt của ngôi nhà mình.
Ở tầng trệt này mình đậu xe cũng khoảng có được 2 đến 3 chiếc ha. Ở đậu mà mình đậu xéo 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 tí đó là khoảng có 3 chiếc nha quý anh chị. Này đậu thoải mái nha. Đó, có hệ thống tủ đồ đầy đủ hết nè. Rồi cửa nhôm nha, cầu thang nhà mình là cầu thang bằng sắt nha, bề mặt đi thì bằng đá nè. Nói chung là bảng này nữa cũng dễ đi lắm cô chú anh chị, nó cũng gọn lắm. Mình đi lên nó cũng dễ nha. Tay vịn thì bằng sắt nè, có cái tay vịn nằm bên tay phải luôn. Đó, lên bên trên này thì sẽ là khoảng không gian toilet ha. Thì cái toilet này thì chủ chủ hiện tại là chủ không có gắn lavabo nha, bồn cầu nha cô chú anh chị. Thì chủ làm cái khoảng không gian lavabo thôi để mình có thể mình sinh hoạt ở đây thôi cô chú anh chị nha. Còn mà bồn cầu thì chủ không gắn ở đây, tại vì cái lầu 1 mà tại vì tầng trệt của mình có rồi, lên trên đây thì chủ yếu là lavabo, lầu 2 thì mới là toilet của chúng chị. Ở đây thì có mấy cái ống thông gió nè, ống mấy ống thông gió đây nè của chúng chị, ống thông gió nè. Rồi chủ có xài thêm hệ thống đèn, đó là đèn xấu đất của chúng chị. Có cái đường dây điện đó là để thiết kế cái máy nước nóng ha, thì nếu cô chú anh chị nào muốn xài máy nước nóng thì mình thiết kế ở đây luôn. Đường dây điện có sẵn luôn rồi. Cửa này cửa nhôm của chú chị nha, cửa này cửa nhôm, cửa nhôm kéo lùa nè. Khoảng không gian này là mình di chuyển ha, đó cái lối này mình di chuyển ra là một phòng ngủ ở đây nè. Thì hồi nãy Vũ Hoàng có nói với cô chú anh chị mình đó là bên mấy phía sau này nó sẽ có cửa sổ nè, ở đây một cửa sổ nè, bên kia một cửa sổ nữa nha, là hai cửa sổ ha. Ở đây chủ có đi sẵn cái đường dây cáp luôn rồi cô chú anh chị. Gạch thì đường cái là chủ ốp toàn bộ luôn, tầng trệt lầu 1, lầu 2 là chủ ốp full luôn, ốp full lên tới bên trên luôn ha. Ốp full lên tới bên trên luôn, đảm bảo cô chú anh chị căn nhà này của chú anh chị mình cho thuê đó, là rất là sạch sẽ nha. Cho thuê mình cho thuê dài lâu đó, rất là sạch sẽ luôn á, tại vì chủ đã ốp gạch hết tường rồi thì mình không có sợ dơ nữa. Giờ nếu mà có con nhỏ hay gì nữa thì cũng không có sợ dơ. Và ở đây á, thì đường cái là nếu cô chú anh chị nào mà mình cho thuê á, khoảng cỡ chừng là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi. Khoảng 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Ở bên này sẽ là cửa sổ nè. Thì cái cửa sổ này là cửa sổ của mặt trước thì nó sẽ rộng rãi nha cô chú anh chị. Còn cái cửa sổ bên này á, là cửa sổ ở mặt sau nè. Cái đường dây này là cái đường dây để mình đi máy lạnh nè, đường thoát nước của máy lạnh đó cô chú anh chị. Cái này đường ống dây đồng nè cô chú anh chị nha, đường ống dây đồng ổ điện nè cô chú anh chị. Đường ống dây đồng, cái đường nước nè, để đi thoát nước cô chú anh chị ha. Gạch thì chủ cũng ốp cao lên tầm 2 mét rưỡi của chú anh chị. Ở khoảng không gian này là một phòng, phòng này của chú anh chị mình cũng rộng rãi của chú anh chị, để Hoàng quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây rộng rãi của chú anh chị nha. Phòng này thì nói chung là cũng rộng rãi, cái này mình về mình thiết kế, mình thiết kế theo cái kiểu như cái giường, rồi bên trên là cái kệ để đồ, ở bên dưới là mình cái học học tủ ha của chú anh chị ha. Nó có rất là nhiều mẫu, giờ nó dễ thiết kế lắm. Nói chung là thiết kế theo cái mẫu của cái phòng á, thì cô chú anh chị nào mà mình muốn thì mình có thể mình nhờ thêm bên thiết kế, người ta thiết kế cái giường tủ đồ cho nó khớp của chú anh chị. Nó giờ nó dễ lắm cô chú anh chị ơi. Ở bên này có cửa sổ nè, cái này là cầu thang để mình di chuyển lên bên trên nha. Này là khoảng không gian toilet nè. Tầng trệt di chuyển lên là toilet, rồi ở đây sẽ là một phòng, ở đây là cái lối di chuyển lên bên trên. Ở đây thì mình di chuyển lên là cái khoảng không gian toilet nè, ở đây là cái toilet nè của chú anh chị. Khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình đây. Đây khoảng không gian này không gian toilet nè của chú anh chị nha. Khoảng không gian toilet có bồn cầu nè, rồi cái phễu thoát nước nè, cái vòi sen nè của chú anh chị. Cái này là cái tay bóp ha. Gạch thì chủ cũng ốp cao lên tầm 1m2 của chú anh chị, nên rất là sạch sẽ luôn. Ở bên trên này thì sẽ có bồn cầu nha, nhưng mà không có lavabo, nhưng mà có mấy cái vòi nước nè để mình súc miệng rồi cũng dễ của chú anh chị. Thì mình về mình có thể mình gắn thêm cái lavabo cũng được luôn nha. Lavabo nhỏ nhỏ thì mình gắn ở đây. Cái này là lầu 2 của chú anh chị nha. Cái này là lầu 1 nè, lầu 1 nó nằm ở bên dưới nè. Di chuyển lên bên trên lầu 2 là toilet nè. Rồi giờ mình di chuyển lên bên trên phòng ở bên trên nha. Rồi bên này có cửa sổ nè của chú anh chị. Bên này có cửa sổ nè, rồi có hệ thống đèn led 1 tiếp 2 ở bên này luôn. Rất là sáng luôn của chú anh chị. Ở đây là một phòng nè của chú anh chị, khu vực này thì một phòng nha. Một phòng ngủ nữa nè. Phòng này thì nói chung là nó cũng bằng với cái phòng ở lầu 1 của chú anh chị nha. Bên này là cửa sổ đây. Cửa sổ lấy không khí gió, lấy ánh sáng nè. Chủ có để lại cho cô chú anh chị mình một cái máy lạnh luôn ha, máy lạnh hiệu cấp combi nha cô chú anh chị, có inverter đàng hoàng luôn ha. Hiện tại là chưa có bật đèn, để ngoài bật đèn cho cô chú anh chị mình xem. Bật đèn lên sáng trưng liền cô chú anh chị nha.
và này có cửa sổ, và cửa sổ này là cửa sổ kéo lùa, và chủ có làm cái khung sắt bảo vệ luôn nè. Đó, khung sắt bảo vệ ở đây nè. Bên này cũng có ô cửa sổ luôn nè cô chú anh chị, ô cửa sổ lấy không khí gió từ bên ngoài vào nè, lấy cái khoảng không khí ánh nắng đồ của chú anh chị ha. Ở đèn led 1:2 nha, ở đèn led 1:2 ở bên trên nè. Ở phòng này thì cũng rộng rãi cô chú anh chị. Ở đặc biệt đó là cái ngôi nhà mình nó có một cái khoảng không gian này để cô chú anh chị mình thiết kế mình để máy giặt đây nè. Đường ống cấp, đường ống xả đã có sẵn hết rồi, có ổ điện luôn rồi để mình thiết kế mình để máy giặt ha. Bên trên thì có cái giếng trời, ở thì mình có thể mình mở cái này ra để mình lên bên trên thì sẽ có cái nguồn nước ở bên trên nha. Và bên trên là mái tôn nha cô chú anh chị. Ở cửa sổ nè, ở bên này cũng có cửa sổ luôn, hai bên đều có cửa sổ hết. Ở phía sau đó cũng có cửa sổ nữa nè. Đó, rất là nhiều cửa sổ. Thì ở đây mình có thể mình làm cái xào phơi đồ cũng ở đây nè. Phơi đồ ở đây luôn. Đó, tại cái phơi đồ nè. Ở mấy cái xào phơi đồ nè, chủ để ở đây nè. Chủ để sẵn ở đây là của chú anh chị mình, nên có thể mình móc mình sẽ phơi đồ trực tiếp trên đây luôn ha. Ở cái này thì mình cái ổ khóa mình mở ra thì mình lên bên trên nó sẽ có bồn nước ở bên trên, và những cái cục nóng của máy lạnh đó, thì chủ cũng đang thiết kế ở nằm ở bên trên nó luôn. Đó, rất là tiện nha cô chú anh chị, nên rất là gọn gàng luôn á. Bên này sẽ là khoảng không gian để mình phơi đồ, để máy giặt ha. Đó, hoặc là mình để những cái vật dụng không cần thiết á thì mình có thể để đây. Đó, rất là tiện nha. Ở bên này có một phòng ha, ở dưới một phòng có ba nhà vệ sinh. Đó, rất là tuyệt vời. Ngôi nhà mình hiện tại đang thuộc số 177 của sẹt mà 15 đường Văn Thân thuộc phường 8 quận 6 nha. Ngang là 5m, chiều dài vô 2m ha. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình đó là 10,4m², kết cấu 1 trệt 2 lầu, 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh ha. Đèn của hướng chánh là thuộc hướng tây của chú anh chị, có sổ hồng riêng. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nghĩa Hoàng là 1.450.000.000 nha. 1.450.000.000, giá này thì chủ vẫn còn bớt nữa. Thì nếu của chú anh chị nào quan tâm có thể liên hệ Nghĩa Hoàng với cái số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu của chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Rồi, để cho chủ nhà bán được nhà cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà giá tốt nha cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo của chú anh chị nha.